Hi, welcome back. Vào từ cái đầu tiên, let's go. Và từ điểm thứ hai, xong buổi số phải các bạn like, share, subscribe ủng hộ cho mình nhá. Thank you so much. Let's go. Thank you.
Let's go again. Tiếp theo 6 thì các bạn sẽ về vị trí ban đầu ở cánh cửa màu trắng, các bạn sẽ nhớ là thoát khỏi đây. Ok, và từ kênh tiếp theo, Grandi Chu. Let go. Đây là một chiếc kéo này, và các bạn sẽ cắt một nguồn điện
ở trên tầng này. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ lại lấy background cover. Ok, sau đó thì tiếp tục các bạn sẽ lấy một chiếc chìa khóa màu xanh. Và mình sẽ tạo tiếng kêu ở đây. Sau đó thì sẽ chuồn ra ngoài thôi, let's go. Thank you.
Rồi và tôi kênh tiếp theo Horror Facts Hypercast. Đông còn 7 người nữa cơ. Điểm tôi giật khá là khó đây. Rồi và tôi kênh tiếp theo MV Noon. Let's go. Các bạn like, share, subscribe, hội mình nha. Thank you so much. Grimace Monster.
Ok, let's go. Trong cái game này thì hình như là vẫn chưa đi sâu thêm vào ở bên trong. Thì tức là các bạn chỉ đến một khoảng cách nào đó là các bạn sẽ bị dừng lại. Thì khi đó thì tựa game vẫn chưa update thêm. Và ở đây thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ, đó là các bạn sẽ phải quay làm sao cho đúng khuôn mặt với chữ cái ở đây. Long. Ok. Kit. Sleep. Okay, let's go. Sau đó thì các bạn sẽ phá những bóng kính ở đây nào. Rồi, và tiếp tục các bạn chờ đợi và hoàn thành được cái này. Hiện tại thì mới đang đến ở đây là dừng lại rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ sang được cái đứa trò. Let go. À đây. Oh my god. Wow. Ok, vào tới cái tiếp theo. Granny Negan. Size green up control grammos. Who's that? Let's go. Take two. Sau đó thì các bạn sẽ lên trên. Đây là hang ổ của quái vật. Monster coming. Ok, đi theo. Và tiếp theo, Labyrinth. Creon. Horror game.
Thank you.